Chào mừng các bạn đến với kênh Postcard của Sàn Kế Toán. Hôm nay ngày 29 tháng 6 năm 2023, Sàn Kế Toán xin gửi tới các bạn chủ đề kế toán liên quan đến nội dung quy trình hạch toán của các loại hình doanh nghiệp. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu hai nghiệp vụ kế toán trong loại hình công ty dịch vụ và thương mại. Thứ nhất, các nghiệp vụ kế toán trong công ty dịch vụ. Kinh tế xã hội ngày càng phát triển, kéo theo nhiều người thành lập công ty, từ đó dẫn đến các nhu cầu về các dịch vụ kế toán ngày càng tăng cao. Là một người kế toán cần phải nắm rõ các nghiệp vụ kế toán để giúp công ty tốt hơn. Dưới đây là một số nghiệp vụ kế toán trong công ty dịch vụ bạn cần nắm rõ. Các định nghĩa cần biết và nhiệm vụ của kế toán dịch vụ. Mua bán dịch vụ là gì? Đây là hình thức kinh doanh mang đặc thù riêng của doanh nghiệp. Đó là những hoạt động của tổ chức mua bán nhằm cung cấp các dịch vụ để giúp cho đời sống và nhu cầu của lao động sản xuất đáp ứng nhu cầu người sử dụng nó. Kế toán là gì? Kế toán là người thực hiện công cuộc công nhận, ghi chép, thống kê và báo cáo các thông tin kinh tế, tài chính để hỗ trợ cho người ra quyết định đúng đắn nhất. Kế toán dịch vụ là gì? Là hình thức kế toán đặc thù riêng cho thể loại kinh doanh dịch vụ. Đặc điểm kế toán dịch vụ gắn liền với đặc điểm của thể loại kinh doanh dịch vụ. Nghĩa vụ của kế toán dịch vụ là gì? Cũng như nhiệm vụ chung của kế toán thì kế toán dịch vụ cũng cần phải thực hiện và phản ánh kịp thời các chi phí, nghiệp vụ phát sinh, tính giá thành sản phẩm, xác định đúng đắn hiệu quả kinh doanh, đồng thời theo dõi kiểm tra việc đảm bảo an toàn tài sản của doanh nghiệp. Bên cạnh đó cũng phải quản lý giám sát chặt chẽ tình hình thực hiện các định mức thực hiện, định mức dùng nguyên vật liệu, đẩy mạnh nâng cao năng suất, chất lượng dịch vụ cho doanh nghiệp, các chứng từ và tài khoản sử dụng trong kế toán dịch vụ, các chứng từ ban đầu, phiếu xuất kho nguyên vật liệu, hóa đơn, phiếu thu tiền công, hóa đơn dịch vụ cung cấp, các hợp đồng ký kết về dịch vụ, tài khoản sử dụng trong kế toán dịch vụ, tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, tài khoản 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, tài khoản 622 ngân sách nhân công trực tiếp, tài khoản 627 ngân sách sản xuất chung, tài khoản 632 giá vốn hàng bán. Các nghiệp vụ thường gặp trong kế toán dịch vụ, kế toán tập trung chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, doanh nghiệp hạch toán theo công thức kê khai tiếp tục. Khi xuất vật liệu từ kho, kế toán ghi nhận như sau: nợ tài khoản 621 ngân sách nguyên vật liệu, có tài khoản 152 nguyên vật liệu, khi mua nguyên vật liệu về dùng ngay hoặc thực hiện dịch vụ trong kỳ. Nợ tài khoản 621 ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp, nợ tài khoản 1331 thuế giá trị gia tăng được khấu trừ, có tài khoản 111, 112, 331, v.v. Cuối tháng, nguyên vật liệu sử dụng không hết đem nhập lại kho, nợ tài khoản 152 nguyên vật liệu, có tài khoản 621 ngân sách nguyên vật liệu trực tiếp. Với trường hợp để lại vật liệu thừa cho tháng sau, kế toán ghi sổ giống như sau: nợ tài khoản 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, ghi bút toán đỏ, giảm chi phí. Có tài khoản 152 nguyên vật liệu. Sang tháng sau khi tăng trưởng chi phí giống như bình thường, nợ tài khoản 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, có tài khoản 152 nguyên vật liệu, kế toán tập hợp chi phí nhân lực trực tiếp, nợ tài khoản 622 chi phí nhân lực trực tiếp, có tài khoản 334 phải trả công nhân, có tài khoản 3382 kinh phí công đoàn, có tài khoản 3383 bảo hiểm xã hội, có tài khoản 3384 bảo hiểm y tế, có tài khoản 3386 bảo hiểm thất nghiệp, kế toán tập trung ngân sách sản xuất chung, nợ tài khoản 627 chi phí sản xuất chung, có tài khoản 334 phải trả công nhân viên, có tài khoản 338 phải trả phải nộp, có tài khoản 152 nguyên vật liệu, có tài khoản 153 công cụ dụng cụ, có tài khoản 214 hao mòn tài sản cố định, có tài khoản 111, 112, có tài khoản 141 tạm ứng. Khi phân bổ ngân sách trả trước vào ngân sách sản xuất chung trong kỳ, kế toán ghi sổ, nợ tài khoản 627 chi phí sản xuất chung, có tài khoản 142, 242 chi phí trả trước ngắn hạn, dài hạn. Khi trích trước các khoản ngân sách theo dự toán vào ngân sách sản xuất chung, nợ tài khoản 627 chi phí sản xuất chung, có tài khoản 335 chi phí phải trả. Với các hóa đơn dùng cho sản xuất chung như điện, nước, điện thoại, v.v., nợ tài khoản 627 chi phí sản xuất chung, nợ tài khoản 1331 thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ, có tài khoản 111, 112, 331. Khi có phát sinh giảm chi phí sản xuất chung, nợ tài khoản 111, 112, nợ tài khoản 152 nguyên vật liệu,
có tài khoản 627 chi phí sản xuất chung. Cuối kỳ, kế toán phân bổ và kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định vào ngân sách sản xuất trong kỳ, nợ tài khoản 154 chi phí sản xuất dở dang, có tài khoản 627 chi phí sản xuất chung, kết chuyển chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân lực, chi phí sản xuất chung để tính giá bán dịch vụ, nợ 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, có 621 chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, có 622 chi phí nhân công trực tiếp, có 627 chi phí sản xuất chung. Kế toán phản ánh doanh thu dịch vụ, nợ tài khoản 111, 112, 131, có tài khoản 511, doanh thu cung cấp dịch vụ, có tài khoản 3331, thuế giá trị gia tăng phải nộp. Khi phản ánh giá bán thực tế của món hàng, dịch vụ vừa mới hoàn thiện chuyển giao và tiêu thụ, nợ tài khoản 632 giá vốn hàng bán, có tài khoản 154 chi phí sản xuất kinh doanh dở dang, kế toán kết chuyển doanh thu chi phí giá vốn vào tài khoản 911. Kết chuyển ngân sách giá vốn, nợ tài khoản 911. Kết quả kinh doanh, có tài khoản 632 giá vốn hàng bán, có tài khoản 642 chi phí quản lý doanh nghiệp. Kết chuyển doanh thu, kế toán hạch toán, nợ tài khoản 5113 doanh thu phân phối dịch vụ, có tài khoản 911 kết quả kinh doanh. Kết chuyển lãi, kế toán hạch toán như sau, nợ tài khoản 421, có tài khoản 911 kết chuyển lỗ nếu có, nợ tài khoản 911 có tài khoản 421 lợi nhuận chưa phân phối. Nghiệp vụ kế toán là gì? Nghiệp vụ kế toán là công việc thường ngày phải thực hiện của người làm kế toán, gồm các hoạt động nhập xuất quỹ tiền mặt, thu chi tiền bán hàng hóa, kê khai thuế, lập báo cáo tài chính, v.v. Các nghiệp vụ kế toán cần làm, dưới đây là các nghiệp vụ phải làm vào đầu năm, hàng ngày, hàng quý, hàng năm để tránh thiếu sót và đảm bảo hiệu quả công việc. Nghiệp vụ đầu năm, lập kê khai và nộp thuế môn bài đầu năm, hạn nộp tiền thuế môn bài là ngày 31 tháng 1. Nếu là công ty mới thành lập thì nộp tờ khai và thuế môn bài trong vòng 30 ngày kể từ khi có giấy phép kinh doanh. Nếu công ty có thay đổi về vốn thì thời hạn cuối cùng nộp tờ khai thuế môn bài là 31 tháng 12 năm có thay đổi. Nộp tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý 4 năm trước liền kề, nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý 4 năm trước liền kề, nộp báo cáo tài chính, quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, quyết toán thuế thu nhập cá nhân của năm trước liền kề, thời hạn nộp là 31 tháng 3. Nghiệp vụ hàng ngày, bộ phận kế toán của công ty dịch vụ sẽ có những công việc mà hàng ngày họ phải hoàn thiện. Đầu tiên là công việc hạch toán dựa vào những hóa đơn mua hàng trước đó và theo dõi kho hàng hóa, theo dõi tổng hợp hàng hóa nhập xuất, tồn kho, sau đó là lập phiếu, kiểm tra, xác nhận các thông tin của khách hàng và của doanh nghiệp dựa vào mã số thuế, viết hóa đơn bán hàng cho bên mua, tiến hành lập phiếu chi đối với các nghiệp vụ thanh toán ngay, đối với nghiệp vụ thu tiền ngay thì sẽ lập phiếu thu, theo dõi và lập bảng kê, khai tất cả các khoản thuế và số tiền cần nộp đã nộp, làm việc trực tiếp với ngân hàng về các công việc liên quan, các khoản thu chi được giao dịch qua đó, sau đó thống kê và ghi chép lại để tránh sai sót. Theo dõi công nợ chi tiết với khách hàng cũng như nhà cung cấp, phát hiện và giải quyết kịp thời về các khoản tiền phát sinh để quá trình xác định kết quả kinh doanh sau này được chính xác. Nhiệm vụ hàng quý, cứ 3 tháng một lần bộ phận kế toán sẽ có những nhiệm vụ riêng cần giải quyết. Những công việc này thường là mang tính chất tổng kết, lập báo cáo thuế của hàng tháng, hàng quý, cập nhật và thông báo về tình hình sử dụng hóa đơn của công ty, lấy sổ phụ và chứng từ ngân hàng, quyết toán thuế về thu nhập của doanh nghiệp cũng như là thu nhập của cá nhân, tiến hành lập báo cáo tài chính quý một cách đầy đủ, sau đó gửi lên công ty, cục thuế và các bộ phận có liên quan, sau đó in ra một bản để lưu trữ cho sau này sử dụng khi cần. Nhiệm vụ cuối năm, công việc này tuy mỗi bộ phận kế toán dịch vụ chỉ làm một lần, nhưng nó lại là nhiệm vụ nặng nhất, bởi đa số các nghiệp vụ này đều là tổng kết thông tin, số liệu của cả một năm, nên chúng ta cần độ chính xác tuyệt đối. Tập hợp và sắp xếp đầy đủ các sổ sách kế toán, sổ cái và sổ chi tiết về các tài khoản, sau đó in ra toàn bộ để đem cất trữ. Tiến hành in và lưu giữ toàn bộ các báo cáo bao gồm loại chi tiết và tổng hợp về nhiều thứ như hàng hóa tồn kho, xuất kho, nguyên liệu đầu vào, thu chi, phân bổ, v.v.
Kiểm tra lại thật kỹ càng về quyển hóa đơn, đánh số vào chúng để dễ tìm kiếm và tránh nhầm lẫn. Rà soát lại các tài khoản đã sử dụng trong quá trình làm kế toán dịch vụ năm vừa rồi, sau đó ghi chép và kiểm tra lại một cách cẩn thận. Tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu các bút toán hạch toán nghiệp vụ mua hàng, bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. So với các ngành nghề như xây dựng, hành chính sự nghiệp thì kế toán thương mại có thể nói là lĩnh vực dễ thực hiện hơn. Tuy nhiên, thực tế cho thấy doanh nghiệp thương mại cũng có những đặc thù riêng và có những sự khác biệt trong bút toán hạch toán doanh nghiệp thương mại lên sổ sách, giấy tờ. Hãy cùng tìm hiểu nội dung này. Hệ thống sổ sách, chứng từ và tài khoản sử dụng tại doanh nghiệp thương mại. Sổ sách và chứng từ sử dụng. Doanh nghiệp dù thuộc loại hình nào thì cũng cần các sổ sách để lưu trữ thông tin, dữ liệu kế toán. Đối với doanh nghiệp thương mại, các loại sổ sách kế toán thường được sử dụng bao gồm sở sổ nhật ký chung là sổ tổng hợp của phòng kế toán, nội dung ghi chép tất cả các nghiệp vụ kinh tế đã phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Sổ cái tài khoản, sổ chi tiết tài khoản là loại hình doanh nghiệp thương mại. Doanh nghiệp sẽ có một số tài khoản đặc thù và các tài khoản chung. Các nghiệp vụ phát sinh của doanh nghiệp đều được ghi chép lên sổ cái tài khoản và sổ chi tiết từng tài khoản để dễ dàng theo dõi. Bảng tổng hợp nhập xuất tồn hàng hóa. Đối với loại hình doanh nghiệp thương mại thì đây là sổ sách quan trọng bậc nhất. Nội dung phản ánh toàn bộ nhập xuất tồn của hàng hóa trong quá trình doanh nghiệp hoạt động. Sổ chi tiết hàng hóa, để dễ dàng cho việc quản lý hàng hóa, nhất là với các doanh nghiệp có quy mô lớn, thì mỗi một mặt hàng sẽ có riêng một sổ chi tiết để lưu thông tin nhập xuất của mặt hàng đó. Sổ quỹ tiền mặt, nội dung phản ánh các nghiệp vụ thu chi tiền mặt của doanh nghiệp. Sổ tiền gửi ngân hàng, nội dung phản ánh các nghiệp vụ liên quan đến tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp. Bảng phân bổ chi phí trả trước, nội dung ghi nhận các chi phí phân bổ cho công cụ dụng cụ, tài sản cố định, v.v. Bảng khấu hao tài sản cố định, nội dung phản ánh theo dõi khấu hao của tài sản cố định có giá trị từ 30 triệu đồng trở lên. Phiếu nhập xuất kho hàng hóa, mỗi khi doanh nghiệp thực hiện mua bán hàng hóa thì sẽ phát sinh phiếu nhập xuất hàng hóa. Phiếu thu chi, mỗi khi doanh nghiệp thực hiện thu chi tiền mặt sẽ phát sinh phiếu thu chi tương ứng. Tài khoản sử dụng, ngoài những tài khoản kế toán cơ bản thì các doanh nghiệp thương mại cũng sử dụng thêm một số tài khoản phản ánh đặc thù ngành nghề, tài khoản 156 hàng hóa, tài khoản 151 hàng mua đang đi đường, tài khoản 157 hàng gửi bán, tài khoản 5111 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tài khoản 5211 chiết khấu thương mại, tài khoản 5212 giảm giá hàng bán, tài khoản 5213 hàng bán bị trả lại, tài khoản 632 giá vốn hàng bán, tài khoản 421 lợi nhuận chưa phân phối, tài khoản 911 xác định kết quả kinh doanh, v.v. Hạch toán mua bán hàng trong doanh nghiệp thương mại. Thứ nhất, kế toán các nghiệp vụ liên quan đến mua hàng. Nghiệp vụ mua hàng khi doanh nghiệp mua hàng hóa về nhập kho, mua hàng trả tiền ngay hoặc mua hàng nợ nhà cung cấp. Căn cứ vào các hóa đơn mua hàng, phiếu nhập kho và các chứng từ khác, kế toán thực hiện các bút toán hạch toán. Trường hợp 1, hàng mua đã nhận đủ hóa đơn và hàng về nhập kho, nợ tài khoản 156 trị giá mua hàng nhập kho, nợ tài khoản 153 trị giá bao bì tính riêng nhập kho nếu có, nợ tài khoản 1331 thuế giá trị gia tăng thường là 10%, có tài khoản 331, 111, 112 vân vân, tổng giá trị phải trả cho nhà cung cấp. Khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp, nợ tài khoản 331 có tài khoản 111 nếu trả tiền mặt, 112 nếu trả qua ngân hàng. Trường hợp 2, hàng mua đã nhận hóa đơn, hàng hóa vẫn đang trên đường, nợ tài khoản 151 trị giá hàng mua đang đi đường, có tài khoản 153 trị giá bao bì tính riêng cho hàng mua đang đi đường nếu có, có tài khoản 111, 112, 331. Khi thanh toán tiền cho nhà cung cấp, nợ tài khoản 331 có tài khoản 111 nếu trả tiền mặt, 112 nếu trả qua ngân hàng. Đến khi hàng hóa về nhập kho, kế toán thực hiện thêm bút toán, nợ tài khoản 156 có tài khoản 151. Trường hợp 3, hàng hóa đã về nhưng hóa đơn chưa về, kế toán viên hạch toán tạm tính như sau: nợ tài khoản 156 trị giá mua hàng nhập kho, nợ tài khoản 153 trị giá bao bì tính riêng nhập kho nếu có, nợ tài khoản 1331 thuế giá trị gia tăng thường là 10%, có tài khoản 331, 111, 112. Đến khi hóa đơn về, kế toán viên hạch toán theo các trường hợp giá mua bằng giá tạm tính, nợ tài khoản 133 có tài khoản 111, 112, 331, số lượng mua nhân giá mua nhân thuế suất,
giá mua nhỏ hơn giá tạm tính, phản ánh thuế, nợ tài khoản 133 có tài khoản 111 112 331, số lượng mua nhân giá mua nhân thuế suất. Điều chỉnh giảm nợ tài khoản 111 112 331 có tài khoản 156, số lượng nhân với giá tạm tính trừ giá mua. Nếu giá mua lớn hơn giá tạm tính, phản ánh thuế, nợ tài khoản 133 có tài khoản 111 112 331, số lượng mua nhân thuế suất. Điều chỉnh tăng nợ tài khoản 156, số lượng nhân với giá mua trừ đi giá tạm tính. Có tài khoản 111 112 331 đi kèm với phản ánh giá trị hàng hóa thì kế toán cũng cần phản ánh các khoản chi phí thu mua thực tế phát sinh liên quan đến thu mua hàng hóa như vận chuyển, bốc xếp, hao hụt trong định mức, v.v. Các chi phí này sẽ hạch toán vào giá trị hàng hóa mua vào, kế toán ghi nợ tài khoản 156, tổng hợp chi phí thu mua hàng hóa, nợ tài khoản 1331, thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Có tài khoản 331, 111, 112, tổng giá trị thanh toán. Nghiệp vụ trả hàng cho nhà cung cấp. Nếu doanh nghiệp xuất trả hàng thì kế toán thực hiện hạch toán ngược so với khi ghi nhận nhập kho. Nợ tài khoản 331, 111, 112, có tài khoản 1561, có tài khoản 1331, kế toán ghi nhận thu lại tiền nếu có. Nợ tài khoản 111, 112, có tài khoản 331. Nghiệp vụ chiết khấu thương mại hưởng từ nhà cung cấp. Nếu trị giá trên hóa đơn giá trị gia tăng của lô hàng là giá bán đã bao gồm chiết khấu thương mại, tức là nhà cung cấp giảm giá ngay khi mua hàng, thì doanh nghiệp bên mua ghi nhận. Nợ tài khoản 156 trị giá mua hàng nhập kho, nợ tài khoản 1331 thuế giá trị gia tăng, có tài khoản 111, 112, 331 số tiền trên hóa đơn. Nếu trị giá trên hóa đơn giá trị gia tăng của lô hàng là số lượng nhân với giá tạm tính trừ giá mua, tức là nhà cung cấp chọn một trong các hình thức giảm khác, doanh nghiệp mua hàng ghi nhận. Trường hợp nhà cung cấp chiết khấu thương mại và giảm vào tiền nợ phải trả, hoặc trả lại tiền cho doanh nghiệp, kế toán ghi nợ tài khoản 111, 112, 331, có tài khoản 1561, có tài khoản 1331. Trường hợp nhà cung cấp chiết khấu thương mại và trị giá chiết khấu làm giảm giá vốn hàng bán, giá trị hàng tồn kho, giảm trị các loại, doanh nghiệp mua hàng ghi nhận giảm giá vốn hàng bán, nợ tài khoản 331, 111, 112, số tiền chiết khấu thương mại, có tài khoản 632 giảm giá vốn hàng bán, có tài khoản 1331 giảm thuế giá trị gia tăng. Giảm trị giá hàng tồn kho nên nợ tài khoản 1331, 111, 112 số tiền chiết khấu thương mại, có tài khoản 156 giảm trị giá hàng tồn kho, có tài khoản 1331 giảm thuế giá trị gia tăng, giảm các loại chi phí. Nợ tài khoản 331, 111, 112 số tiền chiết khấu thương mại, có tài khoản 154, 241, 642 v.v. giảm chi phí tương ứng, có tài khoản 1331 giảm thuế giá trị gia tăng. 2. Kế toán các nghiệp vụ liên quan đến tiêu thụ hàng hóa. Hiện nay, các doanh nghiệp thương mại có thể thực hiện tiêu thụ hàng hóa theo nhiều hình thức khác nhau, bán buôn trực tiếp, bán lẻ, bán hàng trả góp, bán ký gửi đại lý, bán khoán. Với mỗi hình thức bán hàng thì kế toán sẽ có những bút toán hạch toán khác nhau phù hợp. Nghiệp vụ bán hàng, khi doanh nghiệp phát sinh việc bán hàng, tiêu thụ sản phẩm, kế toán ghi nhận giá vốn hàng bán, nợ tài khoản 632 trị giá mua thực tế của hàng tiêu thụ, có tài khoản 156, 151, v.v. ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, nợ tài khoản 111, 112, 131, tổng giá thanh toán, có tài khoản 5111, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ. Có 3331, thuế giá trị gia tăng phải nộp nhà nước. Ghi nhận các khoản giảm trừ doanh thu nếu có, nếu doanh nghiệp có các khoản chiết khấu thương mại, xuất hóa đơn riêng cho khách hàng, giảm giá hàng bán bị trả lại, nợ tài khoản 521, nợ 3331, có 111, 112, 131, 3388. Nếu doanh nghiệp áp dụng thông tư 200/2014/TT-BTC thì hạch toán như trên đối với các khoản giảm trừ doanh thu, còn doanh nghiệp áp dụng thông tư 133/2016/TT-BTC vì không có tài khoản 521 nên các khoản giảm trừ doanh thu sẽ được tính ở bên ngoài và ghi trực tiếp vào tài khoản doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.
Riêng đối với trường hợp hàng bán bị trả lại thì kế toán cần có thêm bút toán ghi nhận giảm giá vốn hàng bán nợ 156 có 632. Nếu khách hàng được hưởng chiết khấu thanh toán thì kế toán ghi nhận nợ 635 có 111, 112, 131, 3388. Sau đó đến cuối kỳ, kế toán thực hiện các bút toán kết chuyển các khoản giảm trừ, xác định doanh thu thuần, kết chuyển doanh thu thuần, giá vốn hàng bán và chi phí tài chính, kết chuyển các khoản giảm trừ, nợ 5111 có 5211, 5212, 5213. Nếu tại thời điểm ghi nhận doanh thu nhưng không tách ngay được thuế xuất khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt phải nộp thì kế toán sẽ ghi nhận doanh thu cả thuế nhưng cuối kỳ phải ghi nhận giảm doanh thu đối với số thuế phải nộp. Nợ tài khoản 511 có tài khoản 333, kết chuyển doanh thu thuần. Nợ tài khoản 511 có 911, kết chuyển giá vốn hàng bán và các loại chi phí. Nợ 911 có 632, 635, 641, 642, 811, 821, v.v. Xác định kết quả kinh doanh kế toán thương mại dịch vụ. Trường hợp doanh nghiệp có lãi, nợ tài khoản 911 có tài khoản 4212. Trường hợp doanh nghiệp lỗ, nợ 4212 có 911. Kết chuyển thuế giá trị gia tăng được khấu trừ. Doanh nghiệp áp dụng phương pháp khấu trừ kế toán thương mại dịch vụ. Nợ 3331, giá trị kết chuyển là số thuế phát sinh nhỏ. Có tài khoản 133, giá trị kết chuyển là số thuế phát sinh nhỏ. Nguyên tắc tìm giá trị để kết chuyển thuế. Đầu kỳ 133 cộng phát sinh trong kỳ 133 so sánh với phát sinh trong kỳ 3331. Nếu đầu kỳ 133 cộng với phát sinh trong kỳ 133 lớn hơn phát sinh trong kỳ 3331, số kết chuyển theo 133. Nếu đầu kỳ 133 cộng phát sinh trong kỳ 133 nhỏ hơn phát sinh trong kỳ 3331, số kết chuyển theo 3331. Các bút toán hạch toán doanh nghiệp thương mại nói riêng và các doanh nghiệp nói chung được coi là vấn đề cốt lõi của kế toán. Nếu như trước đây kế toán viên tại các doanh nghiệp phải thực hiện ghi chép thủ công, thì hiện nay kế toán viên có thể nhờ đến sự hỗ trợ của phần mềm kế toán. Trên đây sàn kế toán đã gửi tới các bạn nội dung chi tiết, quy trình hạch toán cơ bản trong công ty dịch vụ và thương mại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay của sàn kế toán. Hẹn gặp lại các bạn ở podcast ngày 30 tháng 6. Chúng tôi sẽ chia sẻ đến các bạn quy trình hạch toán của hai loại hình doanh nghiệp còn lại, đó là công ty sản xuất và công ty xây dựng. Sàn kế toán liên tục sản xuất các bài podcast về cách xử lý các tình huống kế toán hay gặp, được xây dựng bởi các kế toán trưởng nhiều năm kinh nghiệm. Để nghe đầy đủ và nhận thông báo bài podcast mới nhất, mời bạn tải ứng dụng sàn kế toán, tìm việc làm kế toán ở trên chợ ứng dụng CH Play đối với máy Android hoặc App Store đối với máy iPhone. Hẹn gặp lại các bạn ở các bài podcast gần nhất trên ứng dụng sàn kế toán, tìm việc làm kế toán.